Mình tên là Mỹ Hạnh. Hiện tại thì mình đang làm việc tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG. Công việc chính của mình là xây thương hiệu Việt Nam. Mình là Mai Hồ, mình hiện đang kinh doanh mảng F&B. Mình là người mang thương hiệu Founder Bar Quốc Tê từ Singapore về Việt Nam. My name is Olivia Nguyen. My company is an architecture design firm. Then we work here in Vietnam 8 years now. Tôi là Lê Thúy Nga, hiện là tổng giám đốc của trung tâm y sinh học Helen Care. Người phụ nữ tự tin là khi họ làm chủ cuộc đời mình. Đầu tiên phải được là chính mình cái đã, là một người có một cái trái tim đầy tình yêu. From inside, we need to know clearly who we are, what we are searching for, and how to love people, how to take care of people. Because a woman with love is always blooming as a beautiful woman. Là một con người mà để giữ được cân bằng á, thì theo mình đó là một cái điều rất là khó. Nhiều khi nói như vậy thì cũng không biết là có thật là như vậy hay không. I think the success is about yourself. So a woman how to live within this sometimes chaos situation, but still can have balanced life. That is important for us. Cho nên á, mình quan niệm rằng là hạnh phúc có nghĩa là được là chính mình ấy, cũng cất bớt những cái nghĩa vụ, hãy là chính bạn thôi. Ở đây mình nói đến cái khoảng lặng của mình. Khoảng lặng của mình có những cái sở thích rất là nhỏ và nó giúp mình vượt qua những cái nghịch cảnh trong cuộc sống. Hoặc là đơn giản là những cái việc nhà rất là bình thường. Bạn làm cái bánh gì đấy hay bạn nấu một món gì đấy, thì lúc đấy mình nghĩ là nó không phải suy nghĩ nhiều. Hoặc là hãy ra sân với bạn bè làm một cuộc đấu, đánh một trận gôn, thì lúc đấy thì mình sẽ cảm thấy là mình được xả hết tất cả những cái thứ mà nặng nề trong lòng. Chứ đừng cố gắng gồng thì nó cũng không giữ lại được. Thông thường thì người ta sẽ chờ đợi người khác mang lại cho mình hạnh phúc, nhưng mà theo tôi á, là mình không nên chờ, mà mình sẽ là người biết tạo ra hạnh phúc cho chính mình. Do you believe that the dress? Trang phục là một phần rất là quan trọng để giúp cho một người phụ nữ họ thật sự tự tin. Tôi nghĩ là một trong những cái mà giúp cho người phụ nữ tạo nên phong cách cũng như là làm mọi cho người phụ nữ đẹp hơn, đó chính là trang phục. Sở dĩ mà tôi chọn Tini In là bởi vì thứ nhất là cô chủ rất là dễ thương. Cái thứ hai nữa là cái thời trang của Tini In thì nó có một cái nét rất là độc đáo. Tại sao mình chọn Tini In? Vì nó rất là riêng có. Với cái hướng đi của thương hiệu là vẽ trên cái sản phẩm á, thì mình dù rằng là một cái thiết kế có thể rất là nhiều người chọn, nhưng mà với cái hoa văn họa tiết thì mình có thể là chọn được cái nét riêng của mình trên cái trang phục. Và điều thứ hai thì mình rất là thích về cái form dáng, vì đối với mình thì chất liệu và form dáng rất quan trọng. Và đây mình với thương hiệu Tini In thì mình tìm được điều đó. So every time when I have important meeting or when I go be important client, I always choose the most beautiful dress. When I put on, I believe my client see the dress, they see the detail, they see the design, they see the color pattern I choose, so they can represent me. And those nice quality dress can give me a lot of confidence.